Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định có hơn 400 hộ nuôi cá bống bớp cho thu nhập cao. Bắc Ninh đảm bảo đời sống sinh hoạt cho công nhân lao động. Cần xử lý nghiêm hành vi cắt trộm dây thông tin tín hiệu đường sắt ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Nét đẹp cổng làng văn hóa tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Sau đây là nội dung chi tiết. Sau được trồng và chăm sóc, cây ăn quả đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, được thị trường ưa chuộng nên thành phố Hưng Yên đã thành lập được 6 hợp tác xã sản xuất cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế cao. 6 hợp tác xã hiện đều sản xuất cây ăn quả theo tiêu chuẩn Việt Gáp, gồm hợp tác xã Nhãn Hồng Nam, hợp tác xã Nhãn Lồng Nễ Châu, hợp tác xã Nhãn Tiên Châu thuộc xã Hồng Nam, hợp tác xã Nhãn cây ăn quả đặc sản Quyết Thắng, xã Tân Hưng, hợp tác xã Nhãn Lồng Phương Thượng, xã Phương Triều và hợp tác xã sản xuất cây ăn quả chất lượng cao, xã Quảng Châu. Các hợp tác xã này có tổng diện tích canh tác gần 114 ha, bình quân mỗi năm cho tổng sản lượng đạt trên 1.000 tấn quả các loại. Do sản xuất cây ăn quả đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, mẫu mã đẹp nên sản phẩm đều được thị trường tiêu thụ mạnh cho hiệu quả kinh tế cao. Trung bình các sản phẩm cam, nhãn được bán với giá từ 20 đến 25.000 đồng một kg, cao hơn từ 5 đến 10.000 đồng một kg so với sản xuất truyền thống. Thưa quý vị và các bạn, từ loại cá ở ngoài biển, cá bống bớp đã được người dân xóm Chùa, xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định nuôi dưỡng thuần hóa, trở thành con nuôi chủ lực của địa phương, đem lại giá trị kinh tế cao. Hiện toàn huyện Nghĩa Hưng có hơn 400 hộ nuôi cá bống bớp. Để xây dựng thương hiệu cho sản phẩm cá bống bớp, từ năm 2009, Hiệp hội nuôi cá bống bớp Nghĩa Hưng đã phối hợp với Văn phòng Luật sư Hà Nội tiến hành các thủ tục cần thiết, đồng thời tiếp cận với chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh chủ trì thực hiện để xúc tiến việc xây dựng thương hiệu cá bống bớp theo đúng trình tự. Dưới sự hỗ trợ của Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hưng, Hiệp hội nuôi cá bống bớp và các hộ nuôi đã xác lập được nhãn hiệu tập thể cá bống bớp Nghĩa Hưng cho sản phẩm cá bống bớp. Đồng thời, xây dựng hệ thống công cụ, phương tiện để quản lý nhãn hiệu tập thể. Đây là cơ hội để phát triển nghề nuôi cá bống bớp bền vững, góp phần nâng cao giá trị, khả năng cạnh tranh và bảo vệ uy tín cho loại thủy sản quý này trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Đến nay, toàn huyện Nghĩa Hưng đã phát triển được hơn 360 ha nuôi cá bống bớp tại các xã Nghĩa Thắng, Nghĩa Lợi, Nghĩa Hải, nông trường Dạng Đông, sản lượng đạt trên 1.400 tấn một ha, mang lại thu nhập cho mỗi hộ nuôi khoảng trên 200 triệu đồng một năm. Con cá bống bớp của Nghĩa Hưng thì với về giá trị kinh tế thì cũng tương đối cao, nếu mà so với là trồng lúa thì cũng là tương đối cao, vì giá trị bây giờ con cá bống bớp có thể là tới 200.000 đồng một cân. Đấy. Nên là về cái góc độ lợi nhuận thì một héc ta thì có thể là được, như dân chúng tôi nuôi trên một héc thì có thể là cái trừ chi phí còn lại khoảng tầm trên dưới 200 triệu đồng một héc ạ. Đây là một cái loài cá có giá trị kinh tế rất là cao, hai là được các thị trường ngoài nước cũng như một số các thành phố lớn trong cả nước ấy, rất là ưa chuộng, thế nên cái tiềm năng phát triển của con cá này là rất là cao. Người dân ấy, hiện nay đang sản xuất ấy, thì cái trình độ thâm canh canh tác về nuôi trồng con cá bống bớp này ấy, thì người ta đã có kinh nghiệm rất là lâu rồi, và người ta đã mệnh danh cái Nghĩa Hưng là thủ đô cá bống bớp. Cái đây này thì tôi nghĩ rằng đây là một cái tiềm năng phát triển rất là lớn. Là con nuôi nước lợ có giá trị dinh dưỡng cao, cá bống bớp của huyện Nghĩa Hưng không chỉ được ở thị trường trong nước ưa chuộng mà còn được xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc với hàng trăm tấn mỗi ngày. Từ con cá ngoài tự nhiên, cá bống bớp đã thực sự trở thành loài cá có tiềm năng mang thương hiệu của vùng đất Nghĩa Hưng. Từ chỗ nhỏ lẻ, manh mún với các con vật nuôi truyền thống, đến nay huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đã có hàng trăm trang trại, gia trại chăn nuôi quy mô lớn, góp phần nâng cao giá trị thu nhập, thúc đẩy ngành chăn nuôi của huyện phát triển ổn định. 38 trang trại và hơn 600 gia trại hoạt động hiệu quả với thu nhập bình quân đạt từ 200 triệu đến 500 triệu đồng một năm. Những con số này bước đầu khẳng định hướng phát triển đúng đắn của Yên Khánh khi chuyển dần từ chăn nuôi truyền thống sang hướng sản xuất hàng hóa. Điều quan trọng đầu tiên có thể phát triển theo hướng hàng hóa là hình thành các khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư, vừa đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường. Do đó, huyện Yên Khánh đã tạo điều kiện cho các hộ dân chuyển đổi diện tích cây lúa kém hiệu quả sang phát triển mô hình kinh tế tổng hợp. Những trang trại quy mô vừa và lớn được quy hoạch tập trung đã tạo điều kiện cho nông dân mạnh dạn đầu tư lớn, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, đem lại năng suất và giá trị kinh tế cao.
Bên cạnh đó, nhiều hộ đã đầu tư tìm tòi những con giống có năng suất, chất lượng thịt, khả năng thích ứng cao với điều kiện tự nhiên. Việc tuân thủ nghiêm các quy định về chăn nuôi sạch, đảm bảo quy trình kỹ thuật, chuồng trại tiêu chuẩn cũng được coi trọng để có thể cung cấp ra thị trường những sản phẩm an toàn, chất lượng. Muốn phát triển cái kinh tế nó cao thì thứ nhất là con giống nó phải chuẩn. Đấy, hai nữa là cám cũng phải lấy tận nhà máy mà phải lấy cám chuẩn. Chứ thì với năng suất nó mới cao được. Chuồng trại gia đình nhà tôi đầu tư thì đúng theo tiêu chuẩn, gọi là tiêu chuẩn quốc tế. Là thuê kỹ sư của CB về họ xây dựng chuồng trại. Cho nên là chuồng trại thì nói chung là 100 chuồng là đều tắt như nhau. Chăn nuôi quy mô theo hướng hàng hóa đang phát huy hiệu quả tốt ở huyện Yên Khánh, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo. Thời gian tới, huyện tiếp tục mở rộng, trong đó tăng cường cập nhật thông tin về tình hình chăn nuôi và thị trường các sản phẩm chăn nuôi để có hướng điều tiết một cách năng động, có lợi nhất cho người dân. Với mục tiêu tạo ra các sản phẩm cao cấp hướng đến xuất khẩu, nhà máy gạch men VinEco Thái Bình được lắp đặt hệ thống máy móc hiện đại, đạt tỷ lệ tự động hóa gần 100%. Nhà máy gạch men VinEco đi vào vận hành chính thức từ tháng 8 năm 2018 với công suất thiết kế đạt 6 triệu mét vuông một năm. Tất cả các dây chuyền sản xuất của nhà máy đều hoạt động chủ yếu bằng máy móc, luôn đảm bảo công suất thiết kế và giải quyết được bài toán thiếu lao động hiện nay. Hiện toàn nhà máy chỉ có khoảng 350 kỹ sư công nhân đang làm việc, chủ yếu ở khâu điều khiển và kiểm đếm hàng. Ngoài ra, tỷ lệ tự động hóa cao và công nghệ mới cũng giúp nhà máy tạo ra các sản phẩm có chất lượng tốt, mẫu mã đa dạng, kích cỡ lớn so với công nghệ sản xuất gạch men truyền thống. Ngoài tiêu thụ nội địa, sản phẩm của nhà máy gạch men VinEco đã đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vào thị trường Mỹ và châu Âu. Sau 8 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với những nỗ lực quyết tâm cao, đến nay huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện nông thôn mới. Việc huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng được xem là một trong những đột phá quan trọng, góp phần tạo diện mạo khang trang cho vùng quê Cẩm Giàng trên đường phát triển. Cũng trong 8 năm qua, các xã thị trấn trong huyện Cẩm Giàng đã xây dựng thêm tổng số 396 phòng học và phòng chức năng của trường học các cấp, đầu tư nâng cấp và xây mới 6 trụ sở làm việc, 9 nhà văn hóa xã, 16 nhà văn hóa thôn. Cùng với đó là hạ tầng các khu đô thị, khu dân cư mới được quy hoạch đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn của doanh nghiệp đã góp phần tạo diện mạo khang trang hơn cho vùng quê Cẩm Giàng trên đường phát triển. Là một trong hai huyện của tỉnh Hà Nam phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2018. Thời gian qua, với những cách làm phù hợp thực tế của địa phương, sự đồng sức, đồng lòng của nhân dân, huyện Thanh Liêm đang tập trung chỉ đạo các xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới và thực hiện các tiêu chí cấp huyện. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến thời điểm này, huyện đã có 15 xã đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đáng chú ý, năm 2018, toàn huyện đã có 3 xã là Thanh Tân, Thanh Nghị và Liêm Túc cơ bản hoàn thành các tiêu chí chưa đạt và đang tích cực hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, để về đích nông thôn mới theo đúng lộ trình đề ra, hiện nay Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Thanh Liêm đang tập trung chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, tạo đà cho thực hiện các tiêu chí khác trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi thông tư số 25 của Bộ Công Thương quy định về cách tính giá điện mới có hiệu lực, các cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Ninh đã tích cực vào cuộc vận động tuyên truyền người dân chủ nhà trọ tại các khu công nghiệp, khu chế xuất đảm bảo mức thu đúng quy định. Qua đó góp phần ổn định cuộc sống của công nhân lao động đang sinh sống và làm việc tại các địa phương trong tỉnh. Theo thống kê, hiện Bắc Ninh có 16 khu công nghiệp tập trung với tổng diện tích gần 6.400 ha, trong đó 10 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho trên 282.000 lao động với 73% là lao động ngoại tỉnh, trong đó 45% lao động đang thuê nhà trọ. Với sự vào cuộc tích cực của Liên đoàn Lao động tỉnh, các cấp chính quyền địa phương, sau khi thông tư 25 của Bộ Công Thương có hiệu lực, các chủ nhà trọ đã đồng loạt giảm giá tiền điện để chia sẻ phần nào khó khăn với công nhân, qua đó giúp công nhân lao động ổn định cuộc sống. Để tiếp tục đảm bảo quyền lợi của công nhân lao động đang thuê trọ trên địa bàn, thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tuyên truyền, kiểm tra, rà soát giá thu tiền điện tại các khu nhà trọ công nhân, đảm bảo các cơ sở thu đúng quy định đã được ban hành. Thank you.
xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Với thông điệp an toàn tới trường là con đường hướng tới tương lai. Mới đây tại trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, thành phố Thái Bình, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thái Bình phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông năm học 2018-2019. Khi mà tình trạng học sinh, đặc biệt là ở lứa tuổi trung học phổ thông, vi phạm luật giao thông đường bộ ngày một gia tăng và có chiều hướng phức tạp, thì cuộc thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông như thế này là rất thiết thực, bổ ích. Qua sân chơi, các em đã tự trang bị, củng cố thêm những kiến thức cho bản thân mình, kỹ năng cơ bản để tham gia giao thông an toàn, dần dần hình thành ý thức, thói quen chấp hành pháp luật về an toàn giao thông mỗi khi ra đường. Theo kế hoạch, sau cuộc thi điểm cấp trường ngày hôm nay, tất cả các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh sẽ đồng loạt tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông năm học 2018-2019 theo hướng hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa phương, đơn vị. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2018-2019. Cuộc thi năm nay có sự tham gia của 30 đơn vị là các trường trung học phổ thông và các phòng giáo dục đào tạo các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Theo thể thức, mỗi trường trung học phổ thông và phòng giáo dục đào tạo là một đơn vị dự thi. Trong đó, trường trung học phổ thông được dự thi từ 1 đến 3 dự án, phòng giáo dục và đào tạo được dự thi tối đa 6 dự án. Đối tượng dự thi là học sinh từ lớp 8 đến lớp 12. Được phát động từ ngày 30 tháng 8 năm 2018 đến nay, ban tổ chức đã nhận được 79 dự án đăng ký dự thi. Đây là năm có số lượng dự án tham gia lớn nhất từ trước tới nay. Các dự án tập trung vào 22 lĩnh vực do Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, gồm phần mềm hệ thống, robot và máy thông minh, hóa sinh, hóa học, khoa học thực vật, kỹ thuật môi trường, khoa học vật lý, y sinh và khoa học sức khỏe, khoa học xã hội và nhân văn, kỹ thuật cơ khí. Sau hơn một tháng tổ chức, cuộc thi The Beast Golden Tandem 2018 do công ty trách nhiệm hữu hạn Sky Music Akamini tổ chức tại tỉnh Nam Định đã chính thức bước vào vòng chung kết với sự tranh tài của những thí sinh xuất sắc nhất. Đây là sân chơi mới mẻ, hấp dẫn, bổ ích, có ý nghĩa dành cho các em nhỏ. Trải qua vòng sơ khảo và bán kết, gần 100 thí sinh với 6 hạng mục biểu diễn xuất sắc bước vào vòng chung kết, nơi các thí sinh nhỏ tuổi có dịp thể hiện năng khiếu nghệ thuật như ca hát, nhảy hiện đại, belly dance, dance sport, dẫn chương trình, nhạc cụ, diễn xuất, uốn dẻo và người mẫu. Hầu hết các tiết mục đều có sự đầu tư, được chuẩn bị dàn dựng hết sức công phu, kỹ lưỡng. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao 6 giải quán quân, 14 giải á quân và nhiều giải triển vọng cho các tiết mục có phần thể hiện phong cách độc đáo, ấn tượng. Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong các trường học, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai dạy học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài theo hình thức xã hội hóa giáo dục ở 10 trường mầm non, 18 trường tiểu học và 6 trường trung học cơ sở. Qua 3 năm triển khai cho thấy, không chỉ học sinh đạt kết quả cao hơn hẳn trong học tập và tự tin nói chuyện với người bản ngữ, mà các giáo viên trợ giảng cũng học tập được nhiều kỹ năng mới của giáo viên nước ngoài. Qua 3 năm triển khai, việc sử dụng giáo viên nước ngoài dạy ngoại ngữ trong các trường học, trên địa bàn thị xã Từ Sơn đã có 34 trường thực hiện việc dạy ngoại ngữ bằng giáo viên nước ngoài. Qua đánh giá hàng năm cho thấy chất lượng dạy và học ngoại ngữ đã được nâng lên rõ rệt. Các trung tâm ngoại ngữ đã có sự thống nhất với nhà trường thực hiện giảng dạy với thời lượng 1 đến 2 tiết một lớp mỗi tuần. Nội dung giảng dạy bám sát chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tập trung vào rèn kỹ năng nghe nói cho học sinh, qua đó giúp học sinh tự tin hơn trong giao tiếp tiếng Anh, hình thành phương pháp học tập phù hợp hiệu quả. Các trường đã tích cực phối hợp với các trung tâm ngoại ngữ, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi tiếng Anh cho học sinh, thu hút sự tham gia của đông đảo các em học sinh, tạo không khí phấn khởi trong nhà trường. Các thầy cô giáo trong trường và giáo viên nước ngoài cũng thường xuyên trao đổi bàn bạc, tham gia các buổi tập huấn nhằm thống nhất về giáo án, phương pháp trước khi giảng dạy. Từ cuối tháng 8 đến nay, trên địa bàn huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương xảy ra 3 vụ cắt trộm dây thông tin tín hiệu đường sắt tại thị trấn Phú Thái và xã Kim Lương với tổng chiều dài là 2.550 m. Hành vi này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn làm gián đoạn thông tin liên lạc, gây nguy hiểm cho các đoàn tàu. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái, trưởng ban an toàn giao thông tỉnh, yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Chánh án Toán Nhân dân tỉnh chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Kim Thành khẩn trương điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND và Công an các huyện Cẩm Giang, Thanh Hà, Kim Thành, thị xã Chí Linh và thành phố Hải Dương, công an các xã, phường, thị trấn có đường sắt đi qua, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình, kịp thời ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt. Trước tình trạng xe ô tô chở hàng vượt quá tải trọng, hoạt động trên địa bàn huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình gây mất an toàn giao thông, làm hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Trạm kiểm tra tải trọng xe đường bộ Thái Bình phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Theo phản ánh của người dân, trên quốc lộ 37B, đoạn từ đê Trà Lý thuộc địa phận xã Tây Lương đến khu công nghiệp Tiền Hải thời gian qua luôn phải oằn mình chịu đựng những đoàn xe quá tải. Đa số phương tiện đều vận chuyển vật liệu xây dựng từ các bến bãi khu vực xung quanh cầu Trà Lý, địa phận xã Đông Quý. Một số chủ phương tiện còn tự ý cơi nới thành thùng, chở hàng quá tải trọng gây bức xúc trong nhân dân. Trước tình hình này, trạm kiểm tra tải trọng xe đường bộ Thái Bình triển khai lực lượng chốt trực cả ngày lẫn đêm tại khu vực cầu Trà Lý. Khi phát hiện vi phạm, sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên hiện nay, bên cạnh các chủ phương tiện nghiêm túc chấp hành thì vẫn còn những phương tiện lợi dụng thời điểm đêm tối trời mưa hoặc đi đường vòng, né trạm gây khó khăn cho lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ. Quý vị và các bạn thân mến, cùng với những hình ảnh quen thuộc như cây đa, bến nước, sân đình thì cổng làng đã trở thành biểu tượng văn hóa không thể thiếu của mỗi vùng quê. Mỗi cổng làng đều là bộ mặt, là hồn cốt biểu tượng cho cốt cách, nếp sống của người dân trong làng. Và ở vùng đất mở Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, cổng làng còn có một ý nghĩa quan trọng nữa là để ghi nhớ công ơn người đã khai khẩn và đặt tên để mỗi làng được hưng thịnh như ngày nay. Từ khi huyện triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới với sự chung sức của nhân dân cũng như sự ủng hộ của con em xa quê, đến nay toàn huyện đã có trên 80% cổng làng được phục dựng. Đa phần cổng làng thiết kế một lối đi chính, kiến trúc, họa tiết trên cổng đều khắc ghi những dòng chữ Hán mang ý nghĩa nhắc nhở, dạy bảo con cháu mỗi lần bước qua, cũng như giới thiệu cho khách thập phương hiểu phong tục, tập quán của làng. Riêng về đóng góp xây dựng cái cổng làng này thì cái tính tự nguyện tự giác của nhân dân đóng góp xây dựng chứ không có thành một cái mức là mỗi người bao nhiêu tiền. Từ khi xây dựng cái cổng làng thì cái sự gắn kết của nhân dân trong làng càng đoàn kết gắn bó keo sơn hơn và đồng thời sum họp để xây dựng nên một cái chính quyền càng ngày càng vững mạnh. Phục dựng cổng làng mang ý nghĩa văn hóa tốt đẹp nhưng để tránh phô trương, hình thức, kiến trúc lai căng làm mất đi vẻ đẹp vốn có. Trước khi xây dựng, hầu hết các làng đều đã có sự đầu tư nghiên cứu, đồng thời tổ chức họp bàn lấy ý kiến trực tiếp trong nhân dân. Vì vậy, mỗi chiếc cổng được xây dựng đều nói lên được sự hình thành và phát triển, mang đậm bản sắc văn hóa, hồn cốt của làng. Xã tôi có 9 xóm và chia làm 3 làng. Ba làng này thì chia đây là làng cổ từ khi doanh điền Nguyễn Công Trứ, người ta đã thành lập nên những cái làng cổ này. Hiện nay chúng tôi thì hiện nay làng Như Độ thì đã xây hoàn thành năm 2015. Thế còn riêng làng Tuần Lễ thì chúng tôi cũng đang khởi công. Về tại sao thì chúng tôi là thiết kế vì đây cái địa bàn nó cũng rất là chật nên chúng tôi chỉ thiết kế tính là mang cái dáng dấp của cái mái cong của sân đình đấy, mà nó cũng có rất đẹp. Tức là nó cũng góp thêm những cái bức tranh của những địa phương đang về xây dựng nông thôn mới. Không chỉ mang giá trị văn hóa to lớn mà cổng làng ở bất kỳ vùng quê nào của huyện Kim Sơn đều trở nên thân thuộc gắn bó, nhất là với những người con xa xứ. Không thế mà nhân dân nơi đây mãi lưu truyền câu thơ cây đa bến nước sân đình, cổng làng văn hóa thắm tình quê hương. Trưa trưa dưới mái đình rêu phong là bóng mát ngày thơ. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.